B. Thế gian thành. Trải qua 20 trùng kiếp như vậy, do tất cả nghiệp, hữu tình, lực tăng thượng nên thế gian lại thành. Lúc mới đầu ở trong hư không của cõi trời đệ tam tịnh lự, khí thế gian hình thành. Như cõi trời đệ tam tịnh lự, thì đệ nhị tịnh lự và sơ tịnh lự cũng là như vậy. Bấy giờ tột đỉnh của nạn tai thứ ba, có các hữu tình hết thọ mạng, hết nghiệp, hết phước. Từ kia chết rồi, đến sanh ở đệ tam tịnh lự, tất cả xứ còn lại dần dần thường lớp cũng vậy. Lại từ tột đỉnh của nạn tai thứ hai, có các hữu tình hết thọ mạng, hết nghiệp, hết phước. Từ kia chết rồi, đến sanh ở đệ nhị tịnh lự, tất cả xứ còn lại dần dần thứ lớp nên biết cũng vậy. Lại từ tột đỉnh của nạn tai thứ nhất, có một hữu tình, do hết thọ mạng, hết nghiệp, hết phước. Từ kia chết rồi đến sanh ở sơ tịnh lự, trong thế giới hy phạm, làm vị đại phạm cao nhất. Do sống một mình nên lòng không vui thích, liền có mong muốn. Làm sao khiến hữu tình khác cũng sanh đến đây? Đương lúc phát tâm như vậy, có các hữu tình khác hết thọ mạng và định nhự, nhị tịnh lự chết, sanh ở sơ tịnh lự đồng phận với kia. Như vậy, ba cõi tịnh lự dưới khí và hữu tình thế gian thành. Ở trong hư không, cung điện của bốn cõi trời dục giới dần thành, nên biết các cung điện ở hư không kia đều hóa hiện ra. Lại, các hữu tình trong chúng đồng phận trời cực tịnh quang chết rồi, vãng sanh đến các cung điện đây, còn lại như trước đã thuyết. Từ đây về sau có đại phong luân, lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới, từ giới thổi lên, làm chỗ nương giữ cho thế giới kia hình thành. Vì muốn an lập các loại hữu tình không có cung điện, nên đại phong luân phân làm hai tướng, đó là phân bố ngửa lên đều khắp và phân bố nghiêng một bên, cũng do đây giữ gìn khiến nước chẳng tàn khắp. Kế do nghiệp kia lực tăng thượng, ở hư không giới mây chứa vàng nổi lên, từ đây mưa trút trên phong luân, kế gió lại nổi lên khuấy nước khiến rắn chắc, đây gọi là địa luân tánh vàng. Trên chịu nước mưa trút xuống suối xả, dưới chịu gió cuồng xoáy thổi sông lên, như vậy đất được hình thành. Kế do nghiệp kia lực tăng thượng nên trong hư không lại khởi các vùng mây chứa các giới, lại từ mây kia mưa ẩm ẩm trút xuống, nhưng nước mưa đây tích tụ lại trên địa luân tánh vàng, rồi gió lại thổi khuấy nước khiến rắn chắc, cũng do sức của gió dẫn dắt nên các hữu tình, nên các hữu tánh thanh tịnh tinh diệu hơn hết hình thành núi Tô Mê Lô. Núi đầy thành rồi có bốn bảo làm thể là vàng bạc pha chi lưu ly. Nếu các hữu tánh tinh diệu thanh tịnh phẩm trung thì hình thành trên núi, trên bảy núi vàng, đó là núi Trì Sông, núi Trì Nachaka, núi Mã Nhĩ, núi Thiện Kiến, núi Khiết Đạt Lạc Ca, núi Trì Nục, núi Ni Dân Đạt La. Các núi như vậy có hình dáng đỉnh cao nhọn mỗi mỗi sai khác nên có tên gọi sai khác. Thứ lớp vây quanh núi Tô Mê Lô. Núi Tô Mê Lô cao 80.000 du thiện na, rộng cũng như vậy, chân núi ngập dưới nước lượng bằng như vậy. Lại núi Trì Song bằng một nửa núi Tô Mê Lô. Từ đây thứ lớp 6 núi vàng còn lại, tầm vóc của các núi kia dần dần giảm, mỗi núi sau chỉ bằng một nửa so với núi trước. Nếu các hữu tánh tinh diệu, thanh tịnh phẩm hạ, thì hình thành bốn đại châu, tám trùng châu và núi Luân Vi nằm phía ngoài bảy núi. Tất cả đây bao quanh núi Tô Mê Lô, có bốn châu nương núi Luân Vi mà trụ, kích thước bằng nửa núi Ni Dân Đạt La, lại hình thành cung điện của Phi Thiên. Cung điện đây ở phía dưới Tô Mê Lô nương nước mà tồn tại, lại hình thành núi Đại Tuyết và A Vô Nhiệt bao xung quanh vách núi. Kế lại hình thành tám đại Na Lạc Ca, ở thấp nhất độc nhất Na Lạc Ca và hàng Na Lạc Ca. Cận biên Na Lạc Ca hình thành một phần xứ quỷ và bảng xanh, bốn đại châu là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Tỳ Đé Châu, Tây Củ Đà Ni Châu, Bắc Câu Lô Châu. Thiệm Bộ Châu hình dáng như cái thùng xe, Tỳ Đé Ha Châu hình dáng như nửa mặt trăng, Củ Đà Ni Châu hình dáng tròn đầy, Bắc Câu Lô Châu hình dáng vuông vắn. Thiệm Bộ Châu kích thước 6.500 du thiện na, Củ Đà Ni Châu kích thước 7.500 du thiện na, Bắc Câu Lô Châu kích thước 8.000 du thiện na. Lại ở trong khoảng giữa của núi, của bảy núi vàng có nước đầy đủ tám công đức, gọi là nội hải, lại hình thành các long cung, có tất cả tám đại long cung cùng trải qua kiếp trụ, đó là Chỉ Địa Long Vương, Hoan Hỷ Cận Hỷ Long Vương, Mã Loa Long Vương, Mục Chi Lân Đà Long Vương, Ý Mãnh Long Vương, Chỉ Quốc Long Vương, Đại Hắc Long Vương, Đê La Diệp Long Vương.
Lại các Long Vương này do nương thế lực của Đế Thích luôn đánh nhau với Phi Thiên. Các chúng Long Vương đây có bốn chủng loại là Noãn Xanh, Thai Xanh, Thấp Xanh và Hóa Xanh. Trong loại chim xí điểu tuyệt đẹp cũng có bốn loại như vậy. Lại có các thủy tộc khác ở ngoài nội hải gọi là ngoại hải. Lại nương chân núi Tomelo có bốn tầng cấp. Tầng cấp đầu tiên từ núi Tomelo. Từ núi Tomelo nương ra ngoài rộng 16.000 du thiện na. Từ đây theo thứ tự ba tầng cấp còn lại kích thước giảm dần phân nửa. Có kiên thủ thần trụ ở cấp đầu tiên, huyết thủ thần trụ ở cấp thứ hai, thường túy thần trụ ở cấp thứ ba, chỉ man thần trụ ở cấp thứ tư. Trên bốn góc của đỉnh Tomelo có bốn ngọn núi lớn, mỗi ngọn cao 500 du thiện na, có các dược xoa như kim cang thủ sống ở đây. Lại núi Trì Song, ở bốn mặt núi có bốn vương đô, phía đông là Trì Quốc, phía tây là Tăng Trưởng, phía nam là Số Mộc, phía bắc là Đa Văn. Đây là chỗ cư trú của tứ đại thiên vương. Ngoài núi Trì Song, các núi Hy Vàng còn lại là thôn ấp tụ lạc của bốn vương đô này. Lại gần núi Tuyết, có một sườn núi vàng lớn tên là Hồng Phi Thiên, cao rộng 500 du thiện na. Thiện trụ Long Vương thường trấn giữ nơi đây, lại Thiên Đế Thích thường ưa thích đến đây du hành dạo chơi. Trong đây có tên là Nhật Thiện Trụ Đa La Thọ Hành, mọc thành 7 tầng vây quanh. Lại có ao lớn tên là Mạn Đà Cát Ni, có 500 ao nhỏ xung quanh làm quyến thuộc. Thiện trụ Long Vương cùng với 500 voi cái vây quanh trước sau, vui chơi bên ao, tùy thích biến hiện bơi lội trong ao, dùng gốc hoa sen làm thức ăn. Ở bên cạnh có ao lớn vô nhiệt, ao này sâu rộng 550 du thiện na, cát vàng nhỏ mịn trải khắp đáy ao, có nước tám công đức đầy khắp trong ao, hình sắc thủ diệu đa nghiêm, nếu nhìn thấy sẽ được vui. Từ ao đây chảy ra bốn nhánh sông lớn là Căng Giả, Tín Độ, Tư Đa và Phược Xô. Này ở đỉnh của núi Tomelo, kiến lập thiên cung của vua Đế Thích cao rộng 10.000 du thiện na. Các nơi còn lại là thôn ấp tụ lạc của trời Đế Thích. Lại bốn mặt núi đối diện với bốn đại châu có bốn thứ báu tạo thành. Đối diện Thiệm Bộ Châu làm bằng lưu ly, đối diện Tỳ Đề Ha Châu làm bằng bạch ngân, đối diện Cổ Đà Ni Châu làm bằng hoàng kim, đối diện Câu Lô Châu làm bằng phả chi. Lại dọc theo khu vực bên ngoài của Thiệm Bộ Châu có đường của Luân Vương đi, do vàng ròng tạo thành như chiều cao chân từ đầu gối trở xuống của Hữu Tình, có ý tứ đại thiên vương đứng chìm trong đại hải. Nếu Luân Vương ra đời, nước biển kia sẽ rút xuống bằng chiều cao phần chân này. Lại phía nam ao vô nhiệt có một cây đại thọ gọi là Thiệm Bộ, cho nên châu đây được gọi là Thiệm Bộ Châu. Kế ở phương bắc của ao có rừng cây đại thụ rậm rạp tên là Thiết Lạc Mạt Lê, các chủng loại tứ xanh và các chim cánh thần tập trung đậu chơi nơi đây. Bốn đại châu đây, mỗi châu lấy hai trung châu làm quyến thuộc, lại có một châu là chỗ cư trú của loài La Sát. Như vậy khí thế gian đã hình thành, có các hữu tình từ trong chúng đồng phận của cõi trời cực tịnh quang chết đi lại đến sanh trong đây, còn lại như trước đã nói có việc đây đều do kia cảm nghiệp kiếp đầu tiên, nghiệp đây vi diệu tối thắng bậc nhất, nhiếp thuộc dục dục giới, chỉ thời này nghiệp này chưa cảm quả, chẳng phải thời khác. Bấy giờ hữu tình gọi là người ở kiếp đầu tiên, loại hữu tình kia có sắc nghĩ ý muốn tất cả như vậy, như kinh đã nói rộng. Và thời ấy mặt đất bằng phẳng, hữu tình chưa có nhà ở và các tụ lạc. Từ đây về sau do lực phước nghiệp, nghiệp của các hữu tình nên đất sanh vị, dần dần bánh đất cành non, lúa nếp không trồng mà tự xuất hiện, không thóc không trấu. Lại nơi nơi có các vùng lúa, vùng nếp xanh, các hữu tình lấy đầy thọ dụng, do duyên thọ dụng mùi vị nên các loại hữu tình có sắc ác xuất hiện. Ánh sáng bị diệt mất, hữu tình ăn nhiều, sắc ác tăng nên thân nặng nề. Các hữu tình lại khinh hủy, lấn hiếp lẫn nhau nên pháp ác hiện hành. Do nhân duyên đây, các thượng vị dần dần ẩn vào đất, như kinh rộng thuyết. Các loại hữu tình lại liếc nhìn lẫn nhau, bệt khởi ái nhiễm, do đây năng cảm nghiệp nam nữ, một số hữu tình sanh khởi nam căn, một số hữu tình sanh khởi nữ căn, dần dần liếc nhìn xâm phạm lẫn nhau khởi các tà hạnh, vì sợ người khác chê bai hủy báng nên tạo dựng nhà cửa để tự che giấu. Lại thâu nhiếp lúa nếp làm của riêng, khởi ý sở hữu đất đai, do duyên đây tranh đoạt lẫn nhau, dẫn đến pháp chẳng cho mà lấy từ đây sanh, nên phải lập người phân xử quản lý, vị vua đầu tiên gọi là Đại Đằng Ý,
Như vậy bắt đầu có giai cấp chúng sát đế lợi, chúng bà la môn, chúng phệ xá, chúng thủ đà la xuất hiện nơi thế gian, thứ lớp nhân duyên như kinh đã dậu thuyết. Lại do ánh sáng bị diệt mất nên thế gian liền có bóng tối trùm phủ. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao dần dần xuất hiện. Mặt trời có kích thước khoảng 51 dù thiện na, mặt trăng nhỏ hơn một chút. Mặt trời lấy lửa phả chi tạo thành, mặt trăng lấy nước phả chi tạo thành. Trong hai vầng đầy, vầng mặt trăng di chuyển nhanh hơn và không nhất định, còn mặt trời cùng lúc chiếu sáng ở hai châu, lại cùng lúc làm tối ở hai châu. Tức là ở châu này mặt trời giữa trưa, ở châu kia mặt trời mọc, ở châu này vào giữa đêm, ở châu kia mặt trời lặn. Lại tất cả mặt trời, mặt trăng, các vì sao di chuyển ở khoảng giữa của núi Tomelo, lượng cao thấp, ngang bằng với núi Trì Song. Lại mặt trời di chuyển có gần xa, nếu xa Tomelo thì tạo nên phần lạnh, nếu gần Tomelo thì tạo nên phần nóng. Cũng do đây mà mặt trời lặn, có sớm có trễ. Nếu mặt trăng hơi nghiêng một chút thì chỉ thấy phần nửa, do phần khác che phần ở gần nên không thấy được. Cứ nghiêng dần như vậy cho đến dần dần hiện lạnh tròn đầy. Nếu ở phần đen dần dần thấp xuống như vậy, dần dần khuyết lần khuyết lần. Trong các vì sao, hình dạng lớn nhất là 18 câu lô xá, hình dạng chung là 10 câu lô xá, hình dạng nhỏ nhất là 8 câu lô xá. Lại nữa, ở thế gian đã hình thành 4 giai cấp. Từ đây thuận theo sự sanh khởi của yêu thương ghét bỏ mà thọ nghiệp ngũ thú. Lại có loại hữu tình do nghiệp tập nhiễm tăng thượng nên cảm sanh trong Na Lạc Ca làm vua tĩnh tức. Từ đấy liên tục lần lần có binh lính Na Lạc Ca xuất hiện giống như hoa xanh, giống như hóa xanh. Lại có trùng trùng dụng cụ dùng để hành khổ như đồng thiếc và lửa trong Na Lạc Ca xuất hiện. Về sau các hữu tình tùy theo nghiệp mà thọ sanh ở đây hoặc sanh ở các cõi khác. Như vậy 100 câu trì 4 đại châu, 100 câu chi Tô Mê Lô, 100 câu chi 6 cõi trời dục, 100 câu trì phạm thế, tổng cộng là tam thiên đại thiên thế giới cùng thành cùng hoại. Thế giới đây có 3 chủng. Một tiểu thiên thế giới, tức là 1.000 mặt trời mặt trăng cho đến phạm thế hợp chung làm một. 2. Trung thiên thế giới, tức là 1.000 tiểu thiên thế giới. 3. Đại thiên thế giới, tức là 1.000 trung thiên thế giới. Hợp chung đây lại gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy bốn phương trên dưới không cùng tận tam thiên thế giới mà thành mà hoại. Ví như mặt trời, nước rơi xuống như chục bánh xe quay liên tục không ngừng không dứt, tung khắp bốn phương. Thế giới cũng như vậy, phân bố bốn phương không cùng không tận mà thành mà hoại. Tam thiên đại thiên thế giới gọi là một cõi Phật. Đức Như Lai trong cõi này hiện thành chánh giác ở trong vô biên thế giới mà thiết lập Phật sự. Như vậy thế giới đã thành lập, trong đó bao gồm năm đường. Một Na Lạc Ca là chủng quả nhiếp lấy các uẩn ở Na Lạc Ca và nghiệp thuận thọ Na Lạc Ca. Hai bàng xanh, ba ngã quỷ, bốn người, năm trời như Na Lạc Ca thì bàng xanh, ngã quỷ, người trời cứ như vậy mà biết. Bốn cách thức xanh, một nhãn xanh là các loài hữu tình phá vỏ trứng mà ra như loài ngỗng, chim nhạn, chim sẻ, chim két, chim xá lợi. Hai thai xanh là các loài hữu tình thai được bao bọc, thai được xé bọc mà ra như voi, ngựa, trâu, lừa. Ba thấp xanh là các loài hữu tình theo nơi ẩm ướt mà xanh như con trùng, con mọt, con ngải. Bốn hóa xanh là các loài hữu tình nghiệp lực tăng thượng nên xanh đầy đủ trong sáu cõi như trời Na Lạc Ca thì hóa xanh hoàn toàn, hoặc không đủ như người quỷ bàng xanh thì hóa xanh một phần. Sáu sự nương giữ, một kiến lập nương giữ là tầng phong luân thấp nhất cùng với thủy luân và địa luân khiến các hữu tình không bị rớt xuống nên sanh khởi.